Má. Bên cơm, bên cơm. Kỳ Kỳ, Duy Duy ngoan. Thức ăn ngon không con? Ủa, dì Thủy, sao khóa điện thoại của con vậy? Là má khóa đó. Má không muốn có tạp âm quấy nhiễu con và con cái. Ăn cơm đi còn gọi điện thoại làm cái gì? Má, em nghĩ không tìm được sếp Chút, sợ sếp Chút xảy ra tai nạn. Rõ ràng là mượn cớ. Cái con nhỏ đó chỉ muốn con ra ngoài với nó thôi. Alo, em Ghi. Marcus, em bị đụng xe. Em Ghi, em ở đâu? Em Ghi. Má, em Ghi gặp tai nạn, có phải ra ngoài một lát? Nè, đứng lại. Có lẽ con nhỏ đó gạt con thôi. Nó cướp chồng người ta, chuyện dối trá gì mà không nói được. Má, bây giờ con không đi tìm em Ghi, lỡ như cổ thật sự bị tai nạn, suốt đời con cũng sẽ không yên. Chờ một chút. Nhất Nguyên, nếu bây giờ con ra khỏi cửa nhà này, vậy tức là con dứt bỏ cuộc họp ký giả ngày mai, làm rõ chuyện con từ chức. Má... Được. Má sẽ kêu Nhất Minh và Nhất Tâm ngày mai tuyên bố danh sách người kế nhiệm. Mà thích sao tùy má. Nhất Nguyên, em Ghi, em Ghi, em đừng sợ. Em Ghi, không sao đâu. Anh à, thật là ngày quá, anh đứng ngoài chờ một lát đi. Nồi nước lớn, em gọi anh suốt đêm cũng không nghe máy. Có chuyện gì bí mật phải đến đây nói vậy? Anh nói đi. Hôm qua anh có đi tìm sếp Chút không hả? Hai người nói chuyện thế nào? Nói sao rồi? Ông chết rồi. Sao lại như vậy? Anh giết người diệt khẩu. Đủ đi. Là ông sợ y tế xuống biển chết chìm thôi. Anh đẩy ông xuống biển? Không phải. Bởi vì ông biết tao không phải là Trác Nhất Minh, nhất thời kích động tự mình té xuống biển chết chìm. Vì sao anh không cứu ổng? Sao anh có thể thấy chết không cứu? Tao muốn cứu ổng, nhưng mà sau khi ổng ngã xuống biển đã chìm rất nhanh, tao không biết ổng trôi đến đâu. Có lẽ là chết rồi. Chúng ta đi báo cảnh sát. Mày điên hả? Bây giờ cả mày cũng nghi ngờ tao nữa. Nếu như cảnh sát điều tra biết tao chỉ là tên lừa gạt, có phải mày muốn chết chung không? Vậy phải làm sao? Sớm muộn cũng có người phát hiện thi thể của ổng thôi. Nó đứt nhỏ, bình tĩnh đi. Cho dù bị cảnh sát phát hiện thi thể của ổng, chẳng qua cũng nghĩ là do tai nạn. Sự thật là do tai nạn, dù có người nhìn thấy cũng là tai nạn. Mày nghe tao đi, bình tĩnh đi. Còn nữa, đừng nói lung tung khắp nơi. Anh dự định đến Hồng Kông gạt tiền. Gạt được thì đi đi, sao lại gây án mạng chứ? Nói đến nhỏ, tao biết mẹ ở đây không được vui. Nè, tao hứa với mày, sau khi tao lừa được số tiền, lập tức về Sabat. Không cần ở đây đóng kịch, không hai người. Mày tin tao đi, tao nói được làm được. Không cần lo lắng quá, chiêu đãi kiểu này em đã thấy nhiều rồi mà. Lần này sao giống? Là tuyên bố người kế nhiệm thay thế anh hai, hay là chúng ta gọi điện thoại cho anh hai đi? Em cũng thấy rồi, má mi làm dữ với anh hai. Nếu như anh thật sự thỏa hiệp từ đầu đã gọi chúng ta rồi. Em thật sự không muốn anh hai vì Engie mà lựa chọn dứt bỏ địa vị chủ tịch Vạn Cơ và CEO. Anh rất khâm phục dũng khí của anh. Anh có thể bất chấp ánh mắt người đời, vì tình yêu của mình bỏ hết tất cả.
Nè, em có sửa một chút ít trong bản tuyên bố, anh coi lại đi. Ừ. Ông Tráng Nhất Nguyên đã đạt được sự nhất trí với ban quản trị, giữ quyết định rời khỏi chức vụ tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Vạn Cơ. Dạ, sao sếp Chúc còn chưa xuất hiện vậy? Hôm nay tôi gọi cho ông, không thấy trả lời. Buổi tuyên bố quan trọng như vậy, không lý nào không đến chứ. Không đến càng tốt. Cùng lúc hội đồng quản trị chính thức thông qua chức vụ tổng giám đốc ngân hàng Vạn Cơ sẽ do giám đốc tài chính ông Lê Doãn Tài nắm giữ, và chức vụ giám đốc điều hành sẽ do ủy viên ông Trác Nhất Minh kế nhiệm. Bây giờ xin mời hai vị phát biểu. Tuy ngân hàng Vạn Cơ chúng tôi có sự biến động về mặt nhân sự, nhưng mà không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Sau này tôi và ông Lê sẽ nỗ lực hợp tác. Một mặt chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ truyền thống tốt đẹp của Vạn Cơ, còn mặt khác sẽ mở ra đường hướng mới. Chúng tôi sẽ cung cấp phục vụ ngân hàng toàn diện nhất, tốt nhất cho người dân, dĩ nhiên cũng dành lợi ích lớn nhất cho cổ đông của chúng tôi. Bác sĩ, cô Đổng sao rồi? Tình hình cô Đổng đã ổn định rồi, không nguy hiểm tính mạng, không bị xuất huyết bên trong. Nhưng mà trong lúc cổ bị đụng xe, phần não đã bị chấn thương, cho nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi tin là cậu sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cảm ơn bác sĩ. Được rồi. Alo. Alo, tôi gặp cô Đổng Định Tư. Anh tìm cô Đổng về? Chúng tôi gọi điện từ sở cảnh sát. Cô đang hôn mê, cô bị tai nạn xe. Tôi là bạn của cô ấy, sếp có chuyện gì cứ nói đi. Chúng tôi muốn thông báo với cô Đổng, hôm nay ở bãi biển Thạch Áo, chúng tôi vớt được thi thể một người đàn ông. Trên thi thể có giấy chứng minh Đổng Thiên Chúc, ba của cổ. Chị chỉ muốn mời cổ đến nhận xác. Alo. Thi thể được du khách tìm được ở biển Thạch Áo. Cảnh sát chúng tôi sau khi dớt lên kiểm tra, chứng thực không có vết thương bên ngoài, nhưng mà trên bờ chúng tôi tìm được dụng cụ câu cá mà nạn nhân sử dụng. Đánh giá sơ bộ, nạn nhân lúc câu cá bị trượt chân ngã xuống biển chết. Anh nhìn ổng có phải Đổng Thiên Chúc không? Trời đất lớn, em đã nói là không che giấu được. Thi thể của sếp Chúc nổi lên, mọi chuyện bại lộ rồi, có cần trốn đi không? Mày điên rồi hả? Mấy tiếng đồng hồ trước trong cuộc chiêu đãi ký giả tuyên bố tao là giám đốc điều hành, bây giờ mày kêu tao bỏ trốn? Vậy phải tính sao đây? Bình tĩnh đi. Bây giờ cảnh sát nói sếp Chúc từ ngã xuống biển chết do tai nạn, không liên quan tới bất cứ ai. Sao lại không liên quan đến anh? Cho dù không phải anh dí cổng, anh cũng biết chuyện mà không báo. Nè, lúc trước tao nói với mày rồi, tao đã kêu mày coi như là không biết chuyện này. Hả? Nếu như mày còn lo lắng như vậy, sớm muộn cũng bị người ta nghi ngờ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ Trác Nhất Nguyên và Topman đã bị đá, không còn chướng ngại. Chỉ cần chúng ta tiến hành theo kế hoạch sẽ thu được thành quả nhanh nhất. Rồi đi nhỏ, anh em chúng ta một tấm lòng. Nếu như mày không muốn tiết lộ thân phận, không muốn bị chết chung, chúng ta phải diễn xong vở tuồng này. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.